Alo, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh từ miền đất nước quê hương Việt Nam thân yêu. Hello, chào quý ông bà, anh chị, các bạn nha. Anh đang lái, mình đang lái xe cho nên nhiều khi không thấy. Mình đi cũng công chuyện lô bu suốt. Nói chung một ai mà yêu nước thì mọi người có mỗi cách mỗi kiểu, nhưng mà dấn thân vào con đường cách mạng nó, tôi thấy nó gian khổ lắm chứ không phải như các bạn nghĩ đâu. Mà tôi càng vấn thân vào con đường cách mạng, tôi mới thấu hiểu được những bậc đàn anh, đàn cha, đàn chú đi trước, những người mà anh hùng dân tộc đi trước. Tôi mới cảm thấy được tình yêu quê hương đất nước đối với họ, tôi nói không vô bờ bến. Họ hy sinh cả một đời, tuổi thơ, tuổi thanh xuân cho tổ quốc. Bởi vì nhiều khi tôi nghe những bài nhạc cách mạng ca ngợi những anh hùng dân tộc, tôi nói rất là bồi hồi và xúc động anh chị các bạn. Đi làm cách mạng nó gian truân lắm không phải, nó đòi hỏi sự hy sinh. Nhiều khi sự hy sinh đó, hy sinh cả gia đình nữa, chứ không phải giỡn, hy sinh cả người thân. Nước mắt rơi trên mỗi chặng đường, chứ không phải đó, chứ không phải như các bạn nghĩ đâu. Một cái người mà yêu nước thật sự. Bởi vì tôi càng bấn thân vào thì mình lại thấy cái tư tưởng của Bác Hồ, phải nói là quá tuyệt vời. Bác ra đi tìm đường cứu nước, Bác bôn ba, Bác trở về đem dân tộc ra khỏi ách nô lệ thống trị của chủ nghĩa thực dân và đế quốc. Rồi ngày hôm nay đất nước chúng ta được đổi mới và phát triển, phải nói là rất là tốt. Cho nên thôi thì mỗi người ai cũng có cái chí hướng của mình. Mình không còn chí hướng thì đường ai nấy đi. Chỉ thế thôi. Tôi lên đây không có cái mưu cầu để được người này người kia tung hô đâu. Tôi nói thật, tôi chỉ cố gắng làm sao quân bình cái cuộc sống và chia sẻ những cái gì mà tôi nhìn tôi thấy qua cái kinh nghiệm bản thân, và những cái gì mà tôi nhìn tôi thấy, tôi đã sống ở trên cái đất Mỹ, tôi nhìn tôi thấy, và tôi đi đây đi đó, và tôi muốn chia sẻ về với quê hương để những người khác không có lầm lỡ và không bị cái tụi chống cộng ở hải ngoại nó lừa đảo, nó lừa ghê lắm. Tôi nói quý vị đừng có nghĩ rằng nước Mỹ là cái nó là số 1 hay mấy thằng tư bản nó là nhất đâu. Trời ơi, quý vị biết mỗi một ngày ở bên Mỹ, cái trong cái hộp thơ email của tôi không có ngày nào dưới cả trăm những cái sự lừa đảo của tụi mà ở trên mạng cho nó gửi vào đó. Cho nên tôi phải xài máy chính chủ và phải làm sao chọn lọc ra những cái phần email đó. Còn không mà chỉ cần bấm sai một nút thôi là có thể mất của, mất tài sản và bị nhiều cái vấn đề lắm. Chứ đừng có nghĩ rằng công nghệ cao là mình sẽ cái gì đó ghê gớm. Con người ta mà, con người ta khi mà họ càng phát triển về công nghệ càng cao đó, nó dẫn đến những cái nan đề của xã hội rất là kinh khủng. Mà tôi thấy ở Việt Nam thì chưa có chuẩn bị những cái mà gọi là đội ngũ chuyên môn, chuyên gia để đặng mà chống đỡ. Khi nào mà tôi thấy mất bò thì mới bắt đầu đi lo xây chuồng thôi. Ở Việt Nam còn chậm mấy vấn đề này. Mà Trung Quốc thì họ rất là hay. Tôi thấy Trung Quốc họ rất là hay. Họ luôn luôn đi trước. Trước khi họ cho cái bọn tư bản nó xâm nhập vào cái hệ thống dân sự của họ đó, thì họ bắt buộc mấy thằng đó, họ phải khống chế mấy thằng đó để nó không thao túng được cái xã hội đất nước của Trung Quốc. Họ hay được chỗ đó. Các bạn thấy thằng Google, thằng Apple được không? Mấy cái thằng mà tài phiệt thứ dữ. Ông Trung Quốc ông bảo sao là phải nghe theo á.
Ông kêu đặt máy chủ ở nước ổng là phải đặt máy chủ á. Các bạn, không những thế mà thằng Apple và cái thằng Google, nó là chính là những cái thằng mà đặt ra những cái bức tường lửa để chống lại những cái sự xâm nhập làm ảnh hưởng tới nước Mỹ. Tại vì mấy thằng này nó không làm theo thì nó không có được đồng tiền, nó không có được, nó chỉ biết tiền thôi à. Chụp bọn tài phiệt mà, thì nó sẽ không có thu về những lợi nhuận cát xù của nó. Cho nên kệ mẹ, miễn sao tụi tao có tiền, tụi tao thu về, tụi tao sống nhà lầu, du thuyền, xe hơi, nó giàu, nó kiếm tiền tỷ mà. Nó đâu có quan tâm tới cái chuyện mà cái Trung Quốc như thế nào, các bạn thấy không? Mà dân lao động, những người dân mà như nước Mỹ, những người dân mà lao động phổ thông, gánh nặng đè là trên đầu trên cổ họ. Tôi nói các bạn không có sống ở Mỹ, các bạn không hiểu đâu. Các bạn đừng nghĩ rằng ai đến Mỹ là cũng là ngon đâu. No. Ngay cả tôi nói Việt Nam mình cũng còn để nhiều sơ hở, để hàng nghìn, có lẽ tôi nói hàng cũng cả nghìn tỷ đô la bị thất thoát, nó chạy qua Mỹ bằng những cái sự gọi là rửa tiền. Bởi vì luật pháp Việt Nam sơ hở rất là nhiều, những cái nhóm đại gia mà nó rửa tiền, nó bỏ, nó chạy trốn qua Mỹ, tôi biết cũng khá nhiều ấy. Tôi nói thật ấy, nó lừa dân trong nước xong rồi nó chạy qua Mỹ. Tại vì đồng tiền đó ông chính phủ Việt Nam mình lơ là, mình bị thất thoát khá nhiều đấy. Vừa rồi tôi thấy Việt Nam có đưa lên cái báo cáo đó, nó chạy qua Mỹ, nó lừa người ta trong nước xong rồi đó. Và ở cái mô hình xã hội của Việt Nam của mình chưa có cái hệ thống ngân hàng bắt buộc anh đem ra nước ngoài bao nhiêu đó. Cái nghĩ là nó đi đầu tư là cái cho ngân hàng nó thao túng nhau, nó hối lộ nhau, bắt đầu chuyển đi những cái con số tiền, tôi nói cả nghìn tỷ chứ không phải, rất là uổng, gọi là chảy máu chất xám đó. Và bị những cái thành phần lừa đảo nó qua Mỹ, nó trốn để nó quỵt nợ mấy cái dân mà trong nước á, nó quỵt vài trăm triệu bắt đầu nó giọt. Thầy, bởi vì thằng Mỹ nó đâu có biết Việt Nam cái hệ thống như thế nào, các bạn biết không? Khi mà nó chỉ biết ở bên Việt Nam chứng nhận cho đó là cái số đồng tiền đó là cái người này đang làm ở công ty đó, mà nó có biết công ty đó là cái gì đâu, nó đâu có quản lý chặt chẽ giống như Mỹ. Các bạn nghĩ đi, Việt Nam mình, ngay cả hồi tôi ở bên Mỹ tôi còn biết, ngay cả cái bằng gọi là cái thời của tôi, các bạn biết tới nỗi mà cái bằng trung học, cái bằng high school ở bên Mỹ tôi còn biết người đó luôn. Ba của cái chị này là hiệu trưởng, chỉ gửi Việt Nam thôi, là bên Việt Nam cấp cho cái bằng high school để đem vô hãng. Tại đó hãng xưởng Mỹ á, các bạn mà muốn đi làm á, nó hỏi có bằng trung học không. Tại hồi đó nó chỉ cần bằng trung học thôi à. đi làm gọi là nhân công đồ á, là nó cho, thì đòi hỏi cái đó thì chỉ cần chứng nhận thôi, Việt Nam chứng nhận gửi qua, tại vì nó cần nhân công làm mà, nó coi người đó có đủ trình độ trung học để đặng mà đáp ứng cái hệ thống manufacture sản xuất của nó cái thời kỳ đó. Cũng ghê gớm lắm chứ không phải giỡn. Bởi vì thôi thì mình like tới đây, mình xin tạm dừng, hẹn anh chị các bạn chương trình sau. Bơi quý ông bà anh chị các bạn. Lại Minh nè. Mình đâu có trốn đâu. Nhưng mà mình cũng chỉ ngó trước ngó sau thôi. Làm hoàng nó bẻ đầu bẻ cổ mình. Ở bên Mỹ mình cũng bị bẻ đầu bẻ cổ, và ở Việt Nam này mình cũng bị bẻ cổ bẻ đầu. Cho nên mình cũng ngó trước ngó sau dữ lắm. Lên mạng thì họ nó hù mình suốt mà biết. Cái dân mà chính trị nửa mùa trên mạng này khổ lắm. Thằng thì lên yêu nước ghê gớm lắm, mà hỏi là lý lịch toàn là tù tội, kỷ luật đồ tùm lum hết. Mà cứ mình nói gì mà nó không đồng ý, nó chửi mình, nó chụp mũ mình tới phản động luôn á. Bên kia thì đá đáo lên Minh, trục xuất lên Minh.
mình về tới Việt Nam thì Hằng Lợi Minh phản động. Hằng Lợi Minh chửi chính quyền, Hằng Lợi Minh phản động, truy nã. Bye 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 anh chị các bạn. Đường xá Việt Nam giờ ngon ghê, chạy phà, chạy thoải mái. Giờ xe hơi ô tô rồi chạy cũng dữ dằn lắm á, cao tốc rồi hạ tầng cơ sở nâng cấp lên. Cuộc sống ở quê hương phải nói là khá tốt đối với mình nghĩ là vậy, chịu khó cần cù lao động làm ăn, không đến nỗi phải sống vô gia cư, sống trong hang trong hố giống như bên Mỹ. Bye 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 bye.